cầu treo đúng không hay như nào nhỉ? Đi qua cầu treo là đến, người ta bảo thế. Ui à. Lần đầu tiên thấy cái cầu treo này. Thế cái này. Chạy nhanh lên. Quay đi và mình ra quay cho ra. Quay này. Mấy cái chỗ này xuống bắt ốc. Không cần phải bắt ốc thôi. Con hái 100 quả đấy. Không đùa đâu. Đủ 100 quả con. Đấy, chỗ này ở lớp con đi mà. Yeah. Nhưng con không nhớ đường vào, tuyệt vời. Làm chỗ mất cả nửa tiếng, gần tiếng đi tìm chỗ này. Một tiếng rồi, hết lâu rồi. Con nào. Lấy chưa con? Lấy một chiếc giỏ hồng. Lấy được. Lấy cái giỏ xanh lá. Giỏ xanh lá. Sang lấy giỏ hồng. Cái đây. Mềm nhất. Tí cho một kéo vào đây. Đi cho. Kìa. Thì con đi vào đấy. Ui sao cảm giác. Quả nào có ok một tí mới được. Quả to đỏ. Xác thì hết cả dâu rồi. Có nhưng mà bên này có vẻ ấy. Hết cả dâu rồi này. Thích không con? Giỏ con đâu? Đây. Con dùng cái khéo này. Ừ. Mãi mãi. Ăn bốc ăn nhá. Tuyên nhìn lên nào, cười nào. Thế đó. Vui không? Cá. Cá vui à? Thích không? Có thích à? Này, mời dâu. Hơi mềm ý. Thế ai mà con lấy quả đấy? Nó đổ quả khác, lấy quả to nào, ăn quả siêu to. Không, cái này, ăn quả siêu to nào. Ăn quả siêu to nhanh lên, lấy đi. Quả to nhất này. Ăn đi. Hơi, hay là ăn đi, nhanh nhanh ăn. Đi, tôi hái rồi đây. Ngọt thế. Ngọt thế à? Đi vào trong nhà mình có nhiều quả. À, mình về thôi. Chào các bạn. Hôm nay mình có vui không? Có. Mình có vui à? Ừ. Mình được đi hái nho rồi này. Xong đây là lần thứ hai đi hái dâu rồi này, đúng không? Thế mình có thấy mẹ chiều mình không? Có. Ừ. Thế mình có yêu mẹ không? Cảm ơn bà Thín nay đã lái xe đưa mình đến đúng không? Bà Thín thì vẫn là con gái à?